Mình là Sự, nhân viên bán hàng trực tiếp tại cửa hàng Store là Mộc. Hôm nay mình xin review cái máy quang pin của hãng Stanley. Rồi, máy này có giá là 2.188.000. Ngày hôm nay mình sẽ khoan thử cái máy này cho mấy anh em cùng xem luôn nha. Khoan bê tông nha. Rồi, đây là mẫu khoan của Unica. Rồi, hôm nay khoan thử cho anh xem luôn nha. Đây cọc bê tông. Rồi, mình đầu tiên nha, máy khoan có 3 chế độ ra, mình để chế độ khoan búa nha. Rồi, anh em dùng máy bay gia đình sẽ dùng cái Starlight này rất là tiện nha, có 3 chế độ cho mình luôn. Rồi, để mình khoan bắn vít, mình mũi vít, bắt chê đường vít lên, chèo cái chứng nhận. Đây, nhân vật phụ. Trợ lý. Cho lại coi lại cái mã nè. Rồi, cho anh em coi lại cái mã nha. Giá của nó là 2.188.000. Rồi, lật qua giá luôn. Đây, đây là cái giá luôn. Rồi, ok. Rồi, máy này có là 10V, 10.8V nha. Phòng bảo đầy đủ sẽ có 2 cục pin cho mình, còn cục sạc cho mình nha. Cầm rất gọn, nhẹ, thương hiệu của Mỹ nha. Rồi, ok. Cái đứng mít đâu lắm. Chuyên gia đạo cụ gì đó, tới lúc ta chuẩn bị diễn mục tiêu. Giới thiệu luôn quá, quá đẹp luôn đây. Của Fujiya. Bản giấy chứng nhận của Fujiya. Nhật Bản em tất cả dụng cụ Fujiya nha. Đây che sau, rất là đẹp luôn nha. Đây anh em cùng xem qua hết luôn. Hay ạ. Xin lỗi. À đừng đụng rồi đó.